Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Giờ vàng kinh tế của truyền hình Thông tấn. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức kinh tế đáng chú ý. Theo Tổng cục Hải quan, tính từ ngày 1 đến 15 tháng 6, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 4.931 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.669 tỷ đô la Mỹ, tổng kim ngạch nhập khẩu nửa đầu tháng 6 đạt gần 4.855 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, trong nửa đầu tháng 6, cả nước xuất siêu hơn 76 triệu đô la Mỹ và nhập siêu 536 triệu đô la Mỹ từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 6, giảm mạnh so với con số nhập siêu hơn 6,46 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn trong nửa đầu tháng 6 gồm thủy sản, dầu thô, dệt may, giày dép các loại, điện thoại các loại và linh kiện. Trên địa bàn Hà Nội, Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tháng 6 năm 2012, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 3,4% so với tháng trước. Tính từ đầu năm đến ngày 15 tháng 6, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 48.235 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu đạt 48.771 tỷ đô la Mỹ. Ngày 22 tháng 6, Bộ Tài chính vừa có thông tư 103 hướng dẫn điều chỉnh mức thuế xuất nhập khẩu mới cho mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, những mặt hàng thuộc nhóm 2710 sẽ có mức thuế tăng từ 2 đến 3%. Trong đó, mặt hàng xăng sẽ có mức thuế mới là 10%, tăng 3% so với trước đó. Mức thuế này áp dụng cho tất cả các loại xăng, bao gồm từ xăng RON90 tới RON97. Tương tự, thuế với dầu diesel dành cho ô tô và các loại khác cũng được khôi phục thêm 2%. Tương đương mức thuế mới là 8%. Các loại dầu nhiên liệu, bao gồm dầu hỏa và dầu mazut, đồng thời sẽ được áp mức thuế mới là 10%, thay vì 8% như trước kia. Đây là lần thứ tư thuế nhập khẩu xăng dầu được điều chỉnh trong năm nay. Trong lần gần nhất ngày 8 tháng 6, thuế nhập khẩu mặt hàng này cũng đã đồng loạt tăng thêm 3% ở tất cả các mặt hàng xăng dầu. Trước đó, ngày 21 tháng 6 vừa qua, Bộ Tài chính đã có công văn số 257, gửi các doanh nghiệp đầu mối về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước với mức giảm từ 300 đồng đến 700 đồng tùy từng mặt hàng. Diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm chuyên máy móc và thiết bị công nghiệp và hội chợ quốc tế xây dựng và kiến trúc do VCCI Top Review Hồng Kông phối hợp tổ chức đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Dịp này, công ty phát triển thông tin IDC trực thuộc VCCI đã xuất bản và phát hành miễn phí hơn 2.500 ấn phẩm và đĩa CD-ROM danh bạ doanh nghiệp Việt Nam 2012 cho khách tham quan. Danh bạ doanh nghiệp năm 2012 được xuất bản và phát hành miễn phí đến hệ thống trên toàn quốc và phát hành đến các khách sạn, hệ thống khách sạn, khu công nghiệp, các hội nghị, các hội thảo. Và đặc biệt ở hội chợ IEME năm nay thì chúng tôi phát hành hàng ngàn doanh bạ doanh nghiệp Việt Nam năm 2012 và CD-ROM đến cho tất cả các khách tham quan tại hội chợ và giúp cho các cái doanh nghiệp ở trong nước tiếp cận đến những cái khách hàng tiềm năng của các cái nước ngoài quốc tế. Thời gian qua, công ty phát triển thông tin IDC đã đầu tư, xây dựng và liên kết với công cụ tìm kiếm Google nhằm nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc tìm kiếm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên Google Link qua website www.danhbadoanhnghiep.vn. Đây là việc làm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đưa thông tin, hình ảnh sản phẩm lên website mà không mất phí. Tiếp tục mang đến những giải pháp mua sắm tiết kiệm cho khách hàng. Từ ngày 18 tháng 6 đến hết ngày 1 tháng 7, Bixi triển khai hai chương trình khuyến mại hấp dẫn, bán lẻ rẻ như bán buôn và qua chất lượng giá rẻ, áp dụng cho hơn 1.200 mặt hàng, giảm giá từ 5 đến 50% kèm nhiều quà tặng thiết thực. Chương trình bán lẻ rẻ như bán buôn áp dụng cho hơn 1.000 mặt hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, điện gia dụng, giảm từ 5 đến 50% kèm quà tặng, cùng sự hỗ trợ thêm về giá từ chính Bixi. Chương trình qua chất lượng giá rẻ được áp dụng cho hơn 200 mặt hàng rau củ quả, thịt, thủy hải sản tươi sống, thực phẩm chế biến, giảm từ 5 đến 30%. Đặc biệt, tiếp tục chương trình Bix Cộng với thẻ ưu đãi Bixi. Mỗi hóa đơn mua hàng có giá trị từ 500.000 đồng trở lên, người tiêu dùng có cơ hội mua sản phẩm với giá giảm rất nhiều. Lô 15 gói mì 3 miền Gold 75 g từ 60.000 đồng xuống còn 40.000. Mũ bảo hiểm nửa đầu từ 179.000 đồng một cái xuống còn 109.000 đồng một cái. Ngoài ra, Bixi còn khuyến mãi hơn 100 sản phẩm nội y nam nữ của các nhãn hàng Vera, Jot, Jibook, Misaki, Rimen có mức giảm giá đến 50%. Kính thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cứ đến vụ thu hoạch là giá lúa lại giảm.
vụ lúa hè thu năm nay cũng không ngoại lệ. Chưa đến thời điểm thu hoạch rộ, nhưng giá lúa đã giảm. Với lượng lúa hàng hóa dự kiến 3 triệu tấn, cộng với lượng hàng tồn kho hiện nay, nếu không có giải pháp quyết liệt và đồng bộ, thì để sản xuất lúa có lãi 30% sẽ rất khó thực hiện. Mặc dù mới bước vào thu hoạch lúa vụ hè thu, nhưng nông dân nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Hậu Giang, Cần Thơ phải bán lúa với giá thấp hơn khoảng 500 đồng trên 1 kg so với tháng trước. Hiện tại, giá lúa đang dao động từ 3.600 đồng đến 4.200 đồng 1 kg với lúa cấp thấp, khoảng trên 4.000 đồng 1 kg với giống lúa cấp cao. Theo tính toán của Bộ Công Thương, với giá thành sản xuất vụ hè thu lên đến 3.900 đồng 1 kg, thì chỉ tiêu đảm bảo lãi 30% cho nông dân là rất khó đạt được. Chúng ta phải định hình cái dòng sản phẩm lúa gạo mà chúng ta sản xuất trong từng vụ để chúng ta phục vụ cho cái nhu cầu xuất khẩu gạo ở trong cái tháng cao điểm này. Sắp tới thì chúng ta cũng sẽ sản xuất theo cái đơn đặt hàng. Đây là một cái điều mà có lẽ là tương lai. Với cái lượng gạo, với cái lượng lúa chúng ta thu hoạch hàng tháng thì chúng ta có định hình được cái sản lượng mà chúng ta sẽ giao. Do đó là nó cũng sẽ không bị động trong cái việc mà tiêu thụ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến ngày 20 tháng 6, khối lượng gạo xuất khẩu được gần 3 triệu tấn, đạt trên 1,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 20% về lượng và 23% trị giá FOB so với cùng kỳ năm 2011. Mặc dù lượng hợp đồng tại thời điểm này tăng 13% so với cùng kỳ, nhưng tình hình thị trường vẫn đang rất khó khăn. Ấn Độ vẫn đang tiếp tục bán gạo cấp thấp với giá thấp và tích cực chào bán tại một số thị trường truyền thống của nước ta, nên khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam đang rất khó. Vì vậy, việc tạm trữ lúa gạo đang trở thành vấn đề quan trọng. Nếu mà để tạm trữ thì trong dân thì không thể tạm trữ được. Cái thứ nhất là không có kho chứa, cũng như cái điều kiện để bảo quản nó không tốt bằng cái doanh nghiệp. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn cách là làm thế nào là doanh nghiệp là có cái cách nào là thỏa thuận tốt với thương lái và nên hạn chế bớt cái giảm cái số tiền nó xuống thì người nông dân sẽ được hưởng. Bên cạnh đó, mô hình cánh đồng mẫu lớn hiện nay được đánh giá là hướng đi duy nhất kết nối doanh nghiệp và nông dân, gắn tiêu thụ với sản xuất. Tuy nhiên, mô hình này vẫn khó nhân rộng do thiếu doanh nghiệp chịu đứng ra bao tiêu hết lúa cho nông dân. Vì vậy, trong thời gian tới, mối liên kết này cần được làm bền chặt bằng việc điều chỉnh lại một số điều khoản trong Nghị định 109 về quy định cấp phép xuất khẩu cho các doanh nghiệp gạo. Nên quy định hẳn luôn là phải gắn kết với cái vùng nguyên liệu. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương là thẩm định lại để cấp giấy phép xuất khẩu. Trong đó bao gồm cả điều kiện sản xuất, kho tạm bãi nè, rồi quy trình công nghệ nè, và cái nữa là phải gắn liền với cái vùng nguyên liệu. Thì như thế doanh nghiệp, cái mối quan hệ doanh nghiệp và nông dân cũng như đại diện nông dân nó sẽ tốt hơn, nó sẽ chặt chẽ hơn. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng sản xuất ra là có thị trường liền, chứ không phải hiện nay là sản xuất phải nằm chờ thị trường, phải có chính sách mua tạm trữ để chờ xuất khẩu, thì không, tôi nghĩ là cái hướng lâu dài là như thế. Thời điểm thu hoạch rộ vụ hè thu đang đến gần, nếu không có những giải pháp ngay từ thời điểm này, thì rất có thể giá thu mua lúa trong dân sẽ tiếp tục xuống thấp. 30% lợi nhuận từ sản xuất lúa sẽ không thể có, thậm chí người dân vựa lúa lớn nhất cả nước có thể thua lỗ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Giờ vàng kinh tế của truyền hình Thông Tấn. Chương trình của chúng tôi hy vọng sẽ là một cầu nối thông tin hiệu quả giữa các doanh nghiệp, nhà sản xuất với thị trường và người tiêu dùng. Những con số vàng ngay sau đây sẽ giúp quý vị hiểu thêm về một số thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.